Mỹ nhân Vbiz bị chê diễn xuất. Hoàng Thùy Linh, Thúy Ngân đường hình thì ổn, còn đường tiếng thì thôi bỏ đi. Vừa mới họp mà đã căng như vậy sao? Cứu tôi, cứu tôi. Nhã Phương dính chữ diễn lố bao năm nhưng nay được khen rồi nhé. Cuối cùng thì mình gọi nhớ là gì? Là bên đó hay là trong rừng nghỉ? Có một cô nàng đóng chính mà diễn như mẫu giáo tập kịch thua cả quần chúng. Với một diễn viên thì ngoài nhan sắc, diễn xuất là thứ được khán giả chú ý nhất. Thật không may là có những mỹ nhân dù vẻ ngoài xuất chúng nhưng vẫn nhận rất nhiều lời chê bởi diễn xuất non kém. Hoàng Thùy Linh. Năm 2023, Hoàng Thùy Linh ngoài tổ chức concert cá nhân thì còn trở lại màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên sau khoảng 4 năm vắng bóng. Thế nhưng màn thể hiện của cô nàng trong Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do lại tăng thêm một tầng chỉ trích của khán giả dành cho cô. Trước đây, Hoàng Thùy Linh chưa bao giờ được đánh giá cao diễn xuất, cô chỉ ở tầm trung, nếu hợp vai thì diễn cũng tạm. Cho đến tác phẩm này thì diễn xuất bình bình, đài từ không tốt, nhiều đoạn còn diễn gồng thái quá. Rõ ràng bản thân Hoàng Thùy Linh và nhân vật có điểm tương đồng như đều là người thành công, có tính cách độc lập và chưa lập gia đình. Ấy vậy mà cô lại không diễn ra được cái nét ấy của nhân vật khiến khán giả càng không hài lòng hơn. Thúy Ngân. Năm ngoái Thúy Ngân cũng có màn tái xuất đáng chú ý với bộ phim Nữ Chủ, thế nhưng tiếc thay khán giả lại đánh giá người đẹp này giảm sút phong độ, diễn xuất gây tranh cãi. Bản thân Thúy Ngân đã tiết lộ chuyện khán giả chê phần biểu cảm của cô thiếu đặc sắc là nằm trong tính toán, vì nhân vật này rất giỏi kiềm chế cảm xúc, ít khi thể hiện tâm tư tình cảm ra ngoài. Trong phần thảo luận phim, không ít khán giả than phiền giọng thoại của Thúy Ngân bình bình, đều trong mọi hoàn cảnh, không hề có sự trầm bổng, cộng với gương mặt ít cảm xúc nên người xem chẳng biết lúc này cô vui hay buồn, có trạng thái ra sao. Với những vấn đề này thì Thúy Ngân chẳng đưa ra được lời giải thích nào. Nhã Phương. Nhã Phương vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng diễn xuất lại luôn khiến khán giả gai mắt vì cô nàng thể hiện cảm xúc thường bị quá đà, đến cảnh khóc cũng không làm người xem thương cảm. Tuy nhiên, hiện tại thì khác rồi nha. Mặc dù trong Yêu Trước Ngày Cưới, Nhã Phương chỉ đóng vai nữ thứ chính nhưng cô lại hút hết bình luận khen ngợi về mình. Khán giả cho rằng màn thể hiện của bà xã Trường Giang xuất sắc lấn át cả đôi chính, ánh mắt của Nhã Phương trong từng phân cảnh rất vừa vặn, khiến người xem bất ngờ. Quả nhiên chỉ cần Nhã Phương diễn xuất tiết chế, không cường điệu, không gồng mình lên quá thì mọi chuyện sẽ êm đẹp ngay. Hy vọng cô nàng giữ phong độ này ở những tác phẩm sau nữa. Minh Trang. Nữ chính của Yêu Trước Ngày Cưới là nhân vật mới nhất khiến khán giả ngao ngán than trời vì diễn xuất tệ hại. Ở giai đoạn đầu phim khi những diễn biến tâm lý nhân vật chưa phức tạp thì Minh Trang bị chê về giọng thoại thiếu tự nhiên, không cảm xúc. Còn khi tình tiết phát triển, drama dồn dập tới tấp thì Minh Trang lại để lộ ra hàng loạt khuyết điểm về biểu cảm. Trong cảnh phim nhân vật thể hiện sự tức giận, bất lực cũng là lúc cô nàng nhận về hàng loạt chê bai. Cô diễn tức giận mà người xem tưởng như trẻ con hờn dỗi, hệt mấy bé mẫu giáo tập kịch, là tức giận dữ chưa. Thậm chí cô còn bị nói diễn thua cả diễn viên quần chúng cùng phân cảnh, cứ thoại lên một câu là tụt sạch mood. Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân tái xuất năm 2023 trong bộ phim Duyên Kiếp với vai nữ chính, tuy nhiên khi phim phát sóng, khán giả lại chê khá nhiều vì cô diễn dở và khóc rất khó coi. Cô nàng khi xem lại các tập phim cũng cảm thấy khán giả nói đúng, chính cô xem mình diễn mà còn sợ nói chi khán giả. Trương Mỹ Nhân còn thú nhận, thời điểm quay phim đã đi tiêm Botox ở mặt, thuốc chưa kịp tan nên khó quản lý biểu cảm, cười thì đơ mà khóc thì mặt bị méo. Nữ diễn viên cũng đã rút được kinh nghiệm cho mình để lần sau sẽ làm tốt hơn.